Bùi Thế Tâm trở lại cùng các bạn trong loạt bài về lập trình VBA trên Excel. Trước tiên xin cảm ơn tất cả các bạn đã chọn kênh này để theo dõi các bài học về lập trình và tin học văn phòng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay tôi sẽ trình bày về các phương thức của mảng trong VBA. Phương thức thứ nhất là lower bound, trả về chỉ số nhỏ nhất của mảng được chỉ định. Cú pháp của nó là L bao rồi tên mảng, sau đó là chiều thứ mấy, dimension là tham số tùy chọn. Nếu nó là 1 thì nó sẽ trả về giới hạn dưới của chiều thứ nhất, nếu nó là 2 thì nó sẽ trả về giới hạn dưới của chiều thứ hai. Phương thức upper bound trả về chỉ số lớn nhất của mảng được chỉ định. U bound sau đó tên mảng này và cái chiều thứ mấy. Đấy. Ví dụ như thế này. Ở đây là chúng ta mở một cái module. Trong cái module này thì tôi chứa tất cả các cái ví dụ về các phương thức. Ví dụ như thế này. Dimension 1, N2, M1, M2 rồi X thì những cái này là coi như là đây khai báo là các cái biến sẽ dùng trong các cái mảng. Dim A0 đến 5 tức là đây là một cái mảng mà có 6 phân tử chạy từ 0 đến 5 và giá trị của nó thì là bất kỳ. Đấy, A0 bằng 19 này, A1 thì bằng 2019 này, A2 bằng Hà Nội, A3 bằng 20, A4 bằng 21, A5 là chữ. Thế N1 bằng L bao của A, N2 bằng L bao của A, sau ta in ra cái mảng A, N1, N2 thì cái này nó sẽ in ra gì? In ra là N1 bằng 0 và N2 bằng 5. Thế bây giờ đến cái một cái mảng B có hai chiều này, 0 đến 3 và 0 đến 4. L string thì chúng ta khai ví dụ như B12 bằng B12 bằng Hà Nội chẳng hạn. Thì ở đây N1 thì là bằng cận dưới của số chiều thứ nhất, N2 cận trên của cái số chiều thứ nhất. Thì cái này sẽ in ra 0 và 3. Nào, M1 là cận dưới của chiều thứ hai, tức là 0. M2 là cận trên của chiều thứ hai, nó sẽ in ra 4. Cái này sẽ in là 03 và 04. Đấy, chúng ta sau chúng ta đấy, nó sẽ in ra 03 và 04. Cái này nó sẽ in ra là 0 và 5 này. Thế bây giờ sang cái mảng C. C là Edubon. X là chúng ta nhập từ bàn phím. Đấy, chúng ta chưa biết là nhập vào bao nhiêu. À, chúng ta khi chạy xong lệnh này mới biết x bao nhiêu và chúng ta redeem c bằng 1 x. Ví dụ ta nhập x bằng 5 thì như vậy là nó sẽ có từ 1 đến 5. Đây là gán một cái giá trị của mảng rồi. Thì như vậy N1 đây nè, N1 đây sẽ bằng 1 này, N2 bằng 5 và cái lệnh này nó sẽ in ra nếu chúng ta nhập x thì bằng 5 sẽ in ra là 1 với 5. Thế bây giờ đến cái này. Chúng ta chọn cái sin 1. Sau đó chúng ta khai một cái biến D. Biến D ta dùng như thế này. Biến D là một cái mảng. Biến D thôi, chúng ta chưa khai là gì. Nhưng khai D bằng rang A1, Z4, value. Tức là đây là một cái mảng hai chiều. Cái vùng U này là mảng là cái mảng này. Này, A1 đến Z4 là cái vùng chứa các cái số này. Thế tôi gán cho nó một cái gán cho nó vào mảng D thì nó sẽ in là sau đó N1 bằng L3 của là cái giá trị dưới của chiều thứ nhất này. Cái này là giá trị dưới chiều thứ hai này. Đấy. Cái này là giá trị dưới của chiều M1, là giá trị dưới của chiều thứ hai, M2 là
giá trị trên của chiều thứ hai. Khi in ra thì nó sẽ được này 1 1 và 4. Cái mảng của chúng ta là có các hàng từ 1 đến 4 mà các cột là từ 1 đến 10, nó sẽ in ra cái này. Thế bây giờ thì chạy cái này, cho con trỏ vào đây. Bây giờ chúng ta chạy nào. Đây, như vậy cái mảng A là từ 0 đến 5, đúng rồi. Mảng B chiều 1 là từ 0 đến 3 và chiều 2 là từ 0 đến 4 này. Thế vào cái số nguyên x cho cái mảng động này bằng 5 này. Đấy, thì nó sẽ cái chiều chiều thứ nhất là bằng 1, mảng C là 1 và 5 này. Vì ta khai 1 tu x mà. Cho nên chiều dưới là 1, chiều này là 5 này. Thế cái mảng D. Mảng D là cái phần tử ở góc trên này, góc trên bên trái của chúng ta là 0,68 này. Cái phần tử dưới là góc dưới bên phải là 0,13, đúng rồi. Và cái mảng này nó sẽ có cái gì? Như vậy cái này là có 4 hàng 10 cột. Thế cho nên là cái đây là cái phần tử chiều thứ nhất là từ 1 đến 4 nè, chiều thứ nhất là từ 1 đến 4. Chiều thứ hai là từ 1 đến 10, là từ 1 đến 10 là đây. Đấy, như vậy tất cả là chạy đúng không? Đó. À thế bây giờ đến cái hàm này. Phương thức split trả về một mảng có chứa một số giá trị cụ thể được phân chia dựa trên dấu phân cách. Đấy. À, chúng ta hàm split này, sau chúng ta có một cái biểu thức. Đấy. Thì cái biểu thức là bắt buộc, biểu thức chuỗi có thể chứa chuỗi các dấu phân cách với dấu phân cách. Đây là một biểu thức chuỗi. Thế còn cái đây, cái delimiter là cái tham số được sử dụng để chuyển đổi thành các mảng dựa trên dấu phân cách. Đấy là cái dấu phân cách. Cao giờ, thành phần cao giờ là số lượng các chuỗi con được trả về, và nếu được chỉ định là -1 thì tất cả các chuỗi con được trả về. Compare là tham số này xác định phương thức so sánh nào sẽ được sử dụng. 0 là thực hiện phép so sánh nhị phân, 1 là thực hiện so sánh văn bản. Thế ở đây những cái gì mà chúng ta không có trong ngoặc vuông ấy, theo quy định của hầu hết của tất cả các cái sách về tin học, những cái gì trong ngoặc vuông, câu lệnh trong ngoặc vuông này là tùy chọn, không bắt buộc. Thế còn cái gì mà không trong ngoặc vuông là bắt buộc, ví dụ như là expression này là thành phần bắt buộc. Thế bây giờ xem là cách dùng cái split như thế nào. Bây giờ tôi có như này, khai sâu và tỉnh as a string. Hai cái này là khai string nhá. A với T, biến A với biến T variant, Y là chỉ số chạy là bài. Bây giờ tôi có một cái sâu như thế này, sâu 1,2,3,4,5,6,7,8. Thế dùng cái hàm split, hàm split sâu này, cái dấu phân cách của chúng ta là dấu phẩy này, cái sâu này cái dấu phân cách là dấu phẩy. Bây giờ chuyển cái sâu có dấu phẩy này vào mỗi một cái thành phần, một cái số ở đây thì nó sẽ chuyển ra mảng A. Đấy, chuyển ra mảng A. Thế thì ta sẽ xem xong. Ở đây A chúng ta là variant, cho nên là khi split này nó sẽ tự tách ra bao nhiêu phần tử, nó sẽ gán cho cái mảng A. Thế mảng A này ta in ra xem là nó cận dưới của nó bao nhiêu, cận trên của nó là bao nhiêu. Chúng ta kiểm nhận. Nên đây chúng ta chưa biết là nó sẽ cận trên cận dưới là bao nhiêu. Đó. Thế bây giờ chúng ta for y bằng 0 đến 7 em bằng đấy, chúng ta in các cái i ra. In các i ra.
Tiếp theo này, chúng ta có một cái tỉnh Hà Nội này, ở đây là dấu cách là dấu phẩy, nhưng ở đây là cách bằng cái ký tự đô la. Tỉnh này Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Giang, T bằng split tỉnh mà có dấu cách là đô la. Thế bây giờ for y bằng 1 đến 0 đến 3 thì chúng ta in cái TI ra xem nó có chạy này đúng này. Đấy, như vậy là nó cái mảng số người ta từ 0 đến 7 nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Sau đấy Hà Nội này, Hải Phòng này, Nam Định này, Bắc Giang này, hết. Đấy, như vậy là từ 0 đến 7 nó in ra được hết cái mảng của chúng ta là từ từ số 1 đến số 8. Và ở đây là nó dấu tách này nó in ra một cái mảng T của chúng ta là có bốn tên bốn cái tỉnh này. Thế đấy là cái split. Đấy. Split trả về một mảng có chứa một số giá trị cụ thể được phân chia được vận trên cái dấu phân cách. Đấy, cái mảng này nó tách ra có một cái dấu phân cách sau chúng ta tách ra thành một mảng, đấy là split. Thế cái phương thức ROI là nó lại ngược lại với phương thức split, là bây giờ nó nối là mảng thành chuỗi, trả về một chuỗi cái có chứa một số lượng quy định của chuỗi con trong một mảng. Thế bây giờ cái ROI này, tên của mảng này sau cái ký tự tách là cái gì thì ký tự để nối, ký tự để nối giữa các phần tử của mảng. Thế bây giờ ở cái này một mảng có chứa các chuỗi con được nối này sử dụng để chuyển đổi thành các mảng dựa trên cái số dấu phân cách. Bây giờ A là một cái mảng từ 0 đến 4 chẳng hạn, kết quả 0, kết quả 1, kết quả 2 string. Bây giờ A0 Hà Nội, A1 Nam Định, A2 Bắc Ninh, A3 Hải Phòng, A4 Vĩnh Phúc. Thế cái kết quả 0 là ROI của A này. Tức là nối các cái phần tử của mảng A này bằng cái dấu và. Kết quả 2 là nối các phần tử của mảng A sau đó chèn vào các phần tử, chèn vào dấu trừ. Thế bây giờ khai một cái mảng cái kiểu như là dùng phương thức array nhé. Thì dim b khai một mảng sau đó b bằng array. Đấy, cái mảng này nó bằng các cái tên tỉnh này, xong ta nối kết quả là join b, nối các phần tử của mảng b bằng cái dấu cách. Thế thì bây giờ chạy nó sẽ ra như thế này đây. Các cái tỉnh này nối lại, nối thêm dấu vào này. Các phần tử của mảng này nối chèn dấu vào. Thế cái kết quả 2 là nối cái tên các tỉnh này có cái dấu gạch ngang ở giữa. Thế cái kết quả 3 này, kết quả 3 là tên các tỉnh này nối với nhau bằng dấu bằng thì nó sẽ được một cái sâu bằng dấu bằng. Đấy, như vậy. Đấy. Như vậy cái kết quả 1 này là nối các cái phần tử của mảng A này có với dấu và này. Kết quả 2 là nối mà có dấu trừ. Thế cái này là nối các phần tử của mảng này mà có dấu hai dấu bằng. Tiếp theo cái phương thức filter trả về một mảng chứa một tập hợp con của một mảng chuỗi đã cho dựa trên một tiêu chí lọc cụ thể. Filter như này: input string tức là mảng các chuỗi, còn mảng các cái sâu. Value là một cái giá trị, include là compare. Thì trong đó input string là tham số này tương ứng với mảng các chuỗi được tìm kiếm, value là tham số này tương ứng với chuỗi để tìm kiếm đối với tham số đầu vào. Đấy. Tức là cái này tìm tìm cái chuỗi mà value này
nó có trong những cái phần tử nào của cái mảng này. Include là một giá trị bool cho biết có trả lại các chuỗi con bao gồm hay loại trừ. Compare xác định phương thức so sánh nào sẽ được sử dụng. Không là thực hiện phép so sánh nhị phân. Một thực hiện so sánh văn bản. Thế bây giờ ví dụ như thế này. Ví dụ bây giờ ta có các cái này A B C D X. A nhé, A là cái mảng, A cái mảng mà khai đi ma không, ở đây là dùng cái array, array là cho mảng là các cái tên các cái tỉnh này, tên các tỉnh. Thế bây giờ B, B này filter, B này sẽ là một cái mảng, B cũng là một cái mảng nhé. Nó sẽ lọc ra những cái trong cái mảng A này có những phần tử nào mà có chứa chữ hà. Đấy, filter tức là những cái phần tử nào trong mảng A có chứa chữ hà, nó sẽ ra Hà Nội với Hải Dương. C là filter là những phần tử nào trong cái mảng A này có chứa chữ O. Chữ O ở đây nó sẽ có Hà Nội này, Sơn La này và Hải Phòng. D bằng filter AN, những cái phần tử nào mà có chứa chữ N nó sẽ là Hà Nội, Bắc Ninh. Thế thôi. Thế sau bắt đầu mới dùng cái lệnh for x. For x thì in B. Ở đây những cái biến này khai variant nó hoạt động rất là tiện lợi. For x, x thì thuộc B. Để kết quả filter 1 là những cái x thì nào, x thì nào, thì cái này nó sẽ in in là Hà Nội với Hải Phòng. Thế for x thì y in c, in c tức là in cái tập hợp c này, thì nó sẽ filter 2 nó in các phần tử y đó ra, tức là có chữ o nó sẽ in là Hà Nội với lại Sơn La với Hải Phòng. Thế for x z in d thì nó sẽ in cái phiên 3 ra là z, phiên 3 có chữ n sẽ Hà Nội với lại Bắc Ninh, đúng không? Đấy. Thế như vậy ta nhớ nhá, cái phiên 1 là những cái nào có chữ hà này, cái 2 có chữ o và cái thứ 3 là n. Bây giờ chạy phiên 1 có chữ hà, Hà Nội 1 này, Hải Phòng là 2, đúng rồi. Phiên 2 này, phiên 2 có chữ o, Hà Nội này, Sơn La có chữ o này, Hải Phòng có chữ o này. Thế phiên 3 là Hà Nội là 1 này. Bắc Ninh là phiên 3 là có chữ N. Hà Nội, Bắc Ninh. Đấy, đúng, đúng không? Thế đấy là cái đấy là cái phương thức filter nó làm việc như vậy. Thế bây giờ đến phương thức is array trả về một giá trị bool cho biết là biến đầu vào có là mảng hay không. Đấy, is array tên của mảng, đây là cái cho tên một cái mảng này có phải là mảng hay không. Đấy. Thế bây giờ ví dụ như này, dima b as a variant. Đấy, bắt đầu ta dùng cái phương thức array, dùng array để định nghĩa để gán cho cái a này một mảng. A bằng array Việt Nam, Singapore, Cambodia. Đấy. Và b bây giờ gắn bằng cái số này America. Thế bây giờ chúng ta sẽ in ra này, A có là một mảng không thì cái này nó sẽ in cái gì, chắc chắn là in true rồi vì đây nó còn mảng có ba phần tử này. Đấy, B có là một mảng không thì B đây có một phần tử không là mảng, đây chỗ này nó sẽ in là false. Đấy, chạy kiểm tra xem có đúng không. A là một mảng true, B là một mảng full. Đấy, không phải là mảng. Đấy, như vậy cái hàm is array A này nó là như vậy. Thế bây giờ đến cái phương thức cuối cùng, phương thức Keras đặt lại các giá trị của các mảng kích thước cố định. Đấy, tức là nó xóa hết là cái nếu mà mảng kích thước cố định xóa hết đi.
và giải phóng bộ nhớ của mảng động. Nếu là mảng động giải phóng bộ nhớ luôn, bộ nhớ không có gì nữa, thì lúc đó chúng ta là không thể xác định được là cái phần tử thứ mấy nữa, vì nó xóa hết. Nó hoạt động tùy thuộc của loại mảng tĩnh hay mảng động. Thế lệnh như đơn giản là ERAS array name. Ví dụ như này. Dim A3. Thế A0 là VB Excel này, A1 là số này, và thực, A2 là số số nguyên này, A3 là ngày này. Chúng ta in A0 với A3 ra, sau đó xóa, xóa mảng A đi. Xóa mảng A đi thì sau khi xóa mảng A thì nó in được cái gì? A0 với A3 nó còn là mấy? Cái này nó chẳng in ra, chả in ra cái gì cả. Đấy. Cái này thì A0 nó sẽ in ra là VBA Excel, còn A3 nó sẽ in ra cái ngày này. Còn cái lệnh dưới sau khi xóa là mất, không còn gì nữa. Thế bây giờ khai một cái mảng động này, dim D này, redim D9, y là integer, for y bằng 0 đến 9 là d bằng 1000 cộng y bình phương. Đây là khởi tạo giá trị cho cái mảng này. Thế sau đó thì chúng ta in cái phần tử D0 và D9 ra. D0 và D9 ra, sau xóa. Xóa là hết. Xóa mà nếu ta dùng lệnh in in D0 với D9 ra thì cái này nó sẽ báo lỗi này. Nó báo lỗi. Vì đến đây là chúng ta xóa cái mảng D, là cái mảng động này là không phân bố bộ nhớ gì này. Cho nên cái lệnh này D0 với D9 là sẽ bị báo lỗi ngay lập tức. Bây giờ thì chạy cái này. Chạy này. Đấy. Như vậy A0 bằng A0 này nó bằng VBA Excel, A3 nó bằng giá trị ngày này. Nhưng sau khi xóa này, sau khi xóa thì A0 với A3 không là gì cả, không thấy cái gì cả. À, thế còn còn cái mảng D ấy, thì là lúc đầu D0 bằng 1000 này, sau đến D9 là bằng 1081. Đấy, như vậy là xóa đến đây là nó sẽ giải phóng bộ nhớ, nhưng nếu thêm cái này in là bị sai, chắc chắn là bị sai. Chạy này. 1 này. 2 này. Bằng A này. Đấy, bằng D đến đây này. Đấy, nhưng mà đến đây là lỗi runtime này. Runtime này. Vì là nó giải phóng bộ nhớ này, cái này nó bảo là subscript out of range, tức là D0 với D9 là không có nữa, lỗi rồi. Đó. Cái này là lỗi runtime. Thế cho nên là ở đây ấy, chúng ta không được dùng cái lệnh này để in. Đấy. Đấy là một cái điều chú ý. Thế bây giờ đến một cái cuối cùng. À, cái này. À, đây. Đây là một cái kiểu tập hợp. Chúng ta khai như này. Khai S as a new collection. Đây là một cái tập hợp mới, như một cái tập hợp mới. Chúng ta bổ sung vào tên này. S thì chấm S là Việt Nam, S chấm S Nhật Bản, S chấm S Campuchia, S chấm S Hàn Quốc. Thế sau chúng ta in là số lượng phần tử MSG. S thì chấm cao là số lượng phần tử của cái tập hợp S. Thế sau phần tử thứ ba của nó là gì? S thì chấm item 3. Đấy là chỉ là cái phần tử thứ ba của tập hợp S thì nó sẽ in ra Campuchia. Phần tử thứ ba chúng ta đưa vào Campuchia. Nhưng nếu bây giờ chúng ta xóa phần tử thứ ba là S thì chấm remove 3, tức là xóa cái phần tử Campuchia này đi này. Thì sau chúng ta in số lượng thì nó không phải là 4 nữa mà nó sẽ là 3. Còn phần tử thứ ba S thì chấm item bây giờ nó sẽ là Hàn Quốc. Đấy, bây giờ kiểm tra cái này. Đấy. Số lượng phần tử là 4, phần tử thứ ba là Campuchia, đúng không? Thế sau đến cái lệnh in thứ hai, sau khi xóa một cái này, chúng ta là số lượng là 3, phần tử thứ ba là Hàn Quốc. Đấy, đúng như tôi nói. Đấy. Chúng ta remove 3 cái tập hợp này thì nó sẽ mất. Thế như vậy là tôi đã trình bày xong các cái ví dụ về các cái phương thức này.
ví dụ các phương thức. Đấy. Thế bây giờ tôi dừng lại chương trình cho các bạn có thể theo dõi. Đến đây mảng A mảng B, minh họa mảng A mảng B này, giờ đến mảng C với mảng D này, L bao với F bao này, sau đến cái phần là split, là tách một cái sâu thành mảng, sau lại join là nối các phần tử của mảng thành sâu. Thứ ba, tiếp theo là filter, tiếp theo là tiếp theo là kiểm tra. Đấy, kiểm tra một biến có phải là mảng hay không, là test is array. Thế đến sau là chúng ta xóa một cái mảng, xóa một cái mảng, xóa mảng tính và mảng động. Cái này là xóa một phần tử của tập hợp. Phần lý thuyết, các phương thức của mảng này. Hai phương thức đầu này. Phương thức split này, phương thức join với filter này. Như vậy bài này tôi trình bày đến đây là hết. Kênh Bùi Thế Tâm là kênh dạy học miễn phí về lập trình thuật toán trong tin học và toán học, tin học văn phòng. Các bạn hãy ủng hộ kênh này bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ các video, bình luận, góp ý, giới thiệu kênh cho bạn bè và người quen có nhu cầu tìm hiểu về tin học và thuật toán. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.